Quý cô bác tuổi Giáp Thìn kính mến, mình là tử vi hoan hỷ chào đón quý cô bác đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, vận trình của quý cô bác may mắn, giàu có hay là biến động ra sao? Và tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, mệnh Phú Đăng Hỏa, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã giải công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người, đã dự đoán rằng năm Giáp Thìn 2024 là một năm để cho quý cô bác tuổi Giáp Thìn có được sự bứt phá, làm ăn trúng lớn, đổi đời đại gia, giúp cho quý cô bác được hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được các vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý cô bác tuổi Giáp Thìn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vâng, kính thưa quý cô bác, để hiểu về tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 thì chúng ta cần phải xét theo thiên can và địa chi của người tuổi Giáp Thìn. Xét theo thiên can và địa chi cho thấy, người tuổi Giáp Thìn có thiên can là Giáp Mộc, địa chi là Thìn Thổ, do mang trong mệnh có thiên can và địa chi của Mộc và Thổ. Chính vì vậy nên con giáp này là người có tính tình hiền lương, chăm chỉ, có lòng thương người và hay làm việc thiện. Cũng chính vì có lòng thương người, hay làm việc thiện mà con giáp này thường có quý nhân phù trợ, tích được nhiều phúc đức cho mình, cho con cháu về sau. Bước vào năm 2024 âm lịch, người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 sẽ bước vào năm tam tai thứ hai của cuộc đời, đồng thời chịu sao hạn của lục thập hoa giáp. May mắn sao lục thập hoa giáp này lại là hoa giáp tốt. Chính vì vậy mà đây sẽ được coi là thời cơ vàng để con giáp này chuyển mình, vượt lên trên số mệnh của mình, đón đầu may mắn và thành công hơn trong cuộc sống. Có thể nói rằng, trong năm 2024 âm lịch tới đây, với những người đang còn đương chức hoặc đã nghỉ hưu, thì quý cô bác chỉ cần làm tốt công việc của mình, ắt sẽ có quý nhân phù trợ, thần tài mở kho ban tài lộc, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, an hưởng tuổi già giàu sang phú quý, quý cô bác nhé. Với người làm ăn kinh doanh, thời điểm đầu năm quý cô bác cần lên cho mình những kế hoạch cụ thể, có hướng đi càng cụ thể, càng chi tiết thì càng có nhiều cơ hội thu tài lộc về cho mình. Giữa năm trở đi thì quý cô bác cần bắt tay vào mạnh dạn thực hiện những kế hoạch, đặc biệt cần bám sát với những gì mình đã vạch ra, tránh bỏ dở giữa chừng. Tháng 5 có quý nhân phù trợ, chỉ đường dẫn lối, tháng 9 và tháng 12 ôm lộc về nhà, cuối năm làm một hưởng 10, tiền bạc nhét nứt két. Có điều, bước sang năm 2024 âm lịch, do chịu sao hạn của lục thập hoa giáp lại gặp năm tuổi của bản mệnh nên vẫn có những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, trong thời điểm này, quý cô bác chỉ cần làm việc thiện, tích được nhiều phúc đức thì lộc sẽ mãi vững bền. Vậy vận số của quý cô bác tuổi Giáp Thìn sẽ ra sao trong năm Giáp Thìn 2024 này? Ngay bây giờ hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi vào nội dung chi tiết. Khổ tận cam lai, tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, đổi vận giàu sang, làm một hưởng 10, trúng số độc đắc, tiền tỷ cầm tay, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối đời. Đầu tiên, đôi nét về tính cách cuộc đời tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Người tuổi Giáp Thìn, dù là nam hay nữ, thì cũng đều sở hữu ngoại hình thanh tú, dễ chiếm được cảm tình của người khác, cũng có khá nhiều đào hoa nở rộ. Tuy không thông minh tuyệt đỉnh, thế nhưng Giáp Thìn là người nhạy bén với thời cuộc, biết khéo léo, lợi dụng hoàn cảnh và con người xung quanh để làm lợi cho mình, vì thế mà họ thường dễ dàng có được thành công. Tuy nhiên, có thể do họ quá khéo léo, ứng biến linh hoạt, biết tuân theo quy tắc ngầm, thế nên có thể khiến người khác cảm thấy rằng họ hơi giả tạo, sống không thật, gió chiều nào, xoay chiều ấy, thường dễ bị kích động, củng cố chấp miệng lưỡi sắc sảo, giỏi ngụy biện, gây chuyện thị phi, họ luôn làm theo từng bước sẵn có, chỉ có vậy mới cảm thấy an toàn. Song người này cũng có lúc tỏ ra tự mãn và coi thường người khác khi họ phát hiện ra những cố gắng không ngừng nghỉ trên con đường chính nghĩa của mình. Bị người khác, đặc biệt là bạn bè ra tay dùng thủ đoạn cướp mất để lấy thành quả thì sẽ có cảm giác bị phản bội nặng nề. Vừa tức giận lại vừa bị tổn thương, song có lúc mất đi lại là được, là ý trời khó tránh, đừng nên quá muộn phiền. Tuổi Giáp Thìn có lộc cách nên đi theo con đường kinh doanh, có thể thu được nhiều lợi nhuận. Ngoài ra, trong các lĩnh vực mới như điện tử, công nghệ, viễn thông đều có thể giúp họ đạt được vinh quang.
mang trong mình thuộc tính khai mở, ánh sáng, soi tỏ nên những người thuộc mệnh này làm công tác giáo dục, điều tra, khám phá, nghiên cứu khoa học thường có thành tựu cao. Một số người mệnh này có thể trở thành những người nông dân kiểu mới trong thời đại hay một người thợ có tay nghề chuyên môn cao. Giáp Thìn vì thiên can khác địa chi nên thường trải qua nhiều gian khó mới thu được thành tựu lớn. Giáp Thìn có tính lan man nên dù kiếm tiền tốt, họ vẫn bị hao tổn giúp đỡ cho người thân. Về cơ bản cuộc sống của họ đều khá giả hơn người, Giáp Thìn không có ý thức cao về tiền bạc, không biết cách thắt chặt chi tiêu hay tính toán quan trọng của việc đầu tư tiết kiệm khi xảy ra vấn đề tài chính, nên nhanh chóng trả hết những khoản nợ, đừng để dây dưa kéo dài. Vận may tài lộc thường đến khá nhanh và mạnh như vũ bão, hãy nắm bắt thời cơ để đầu tư sinh lời. Vận mệnh người tuổi Giáp Thìn về nhân duyên khá tốt, biết cách mở rộng mối quan hệ, song họ có phần dễ tin người, nên hay bị mắc lừa, tính cách không được tốt lắm, dễ cãi cọ với người yêu, sức mạnh của hòa và năng lượng ấm áp. Thế nên khi yêu họ nhiệt tình và dường như quên hết tất cả mọi việc còn dang dở, họ quan tâm chăm sóc nửa kia rất chu đáo. Không những vậy, Giáp Thìn còn truyền năng lượng cảm hứng cho đối tác trong công việc và cuộc sống. Vận niên tuổi Giáp Thìn trong năm 2024. Năm 2024 xét về vận niên, tuổi Giáp Thìn gặp Dương hồi ngàn, có nghĩa là dê về suối, tốt. Giải nghĩa, Dương hồi ngàn tương ứng với hình tượng của dê được về với núi rừng, theo đó có thể tha hồ thưởng thức những thứ tốt của cỏ cây, hoa quả, thỏa chí tang bồng. Trong năm người này gặp dịp phát triển công việc kinh doanh, triển vọng cho sự nghiệp. Bên cạnh đó cũng gặp được bạn tốt và gia đình đưa tới tin vui về việc thêm người, nếu bản thân người này biết cách kiềm chế thì sẽ có kết quả tốt đẹp bền lâu. Ngoài ra, chú ý tham gia giao thông cẩn thận, tiền bạc hay tài sản lưu tâm cách quản lý. Theo tứ trụ tử vi tuổi Giáp Thìn, năm 2024. Thiên hỏa, địa hỏa, năm này vận số của tuổi Giáp Thìn, nam mạng không có tiến triển tích cực hơn, nói chung vận khí của Giáp Thìn có thăng, có trầm, bản mệnh đón nhận đồng thời cả cơ hội lẫn thách thức, cần phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy đến trong năm. Dù gặp khó khăn, cũng đừng vội chùn bước bỏ cuộc, hãy cứ quyết tâm theo đuổi, thì cuối cùng cũng nếm trải được trái ngọt xứng đáng, tài chính không cần phải lo lắng, dễ có của ăn, của để. Xét về thiên can, địa chi và ngũ hành của tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, trong năm 2024. Xét về thiên can. Thiên can Giáp thuộc ngũ hành mộc, có mối quan hệ chủ về tương trợ với thiên can Giáp của năm 2024. Năm này công việc của người tuổi này có được sự hỗ trợ và trợ giúp của quý nhân. Xem tử vi tuổi Giáp Thìn, năm 2024 cho thấy công việc kinh doanh sẽ liên kết, hồn hạp hoặc phát triển mở rộng sự nghiệp. Đây cũng là năm bản mệnh tốt nên người tuổi này có thể thực hiện những dự định kế hoạch đã vạch ra, kế hoạch cho việc đại sự, mọi việc diễn tiến thuận lợi, may mắn và đạt được kết quả tốt. Xét về địa chi. Người tuổi này có địa chi là Thìn, năm 2024, địa chi của Thìn là chủ về thái tuế của bản mệnh, điều này thường được gọi là tự hình của năm tuổi. Theo đó, người tuổi Giáp Thìn năm 2024 gặp thái tuế đáo tụng đình, dẫn tới việc khó tránh khỏi những chuyện thị phi đưa đến. Luận tử vi tuổi 1964, năm 2024 cho thấy công việc trong năm dễ thay đổi. Bên cạnh đó, người tuổi Thìn có thể có những định hướng mới, sự mở mang hay phát triển sự nghiệp cũng như trong cuộc sống. Về ngũ hành. Người tuổi này có ngũ hành bản mệnh thuộc hỏa, gặp năm Giáp Thìn ngũ hành cũng thuộc hỏa, là quan hệ tương hợp, tốt. Năm Giáp Thìn, người sinh năm này dự báo phát triển liên kết làm ăn với người anh em hoặc là người thân thuận lợi, đồng thời bản thân cũng có những định hướng mới về công việc và cuộc sống. Sức khỏe không phải là vấn đề đáng ngại trong năm nay, về phương diện tài chính thì nên tận dụng khoảng thời gian giữa năm, sẽ có nhiều cơ hội thu được nhiều tiền bạc. Xét về cung phi. Người tuổi này có cung phi là ly, hành hỏa, gặp cung phi chấn của năm thuộc hành mộc, thể hiện về quan hệ sinh khí là sao có ý nghĩa tốt. Thế nên người cung phi ly trong năm Giáp Thìn, mưu cầu công việc, danh lợi đều thuận như ý muốn. Cùng với đó, nếu mở mang thêm công việc, sẽ được xuôi thuận và kết quả tốt đẹp. Về mối quan hệ của ngũ hành cung phi năm và cung phi tuổi này, tương sinh nên làm việc gì cũng rất tốt trong năm, có quý nhân giúp đỡ, làm ăn may mắn và có tin vui về gia đạo. Tiếp bước năm 2023 là một năm vô vàn khó khăn bởi quý tuổi phạm tam tai và thái tuế. Sang năm 2024, vận trình tuổi Giáp Thìn sẽ sang một trang mới, cả đường công danh, sự nghiệp, tài lộc và tình duyên của bản mệnh đều có những bước tiến đáng kể.
Với người làm công ăn lương, bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, làm gương cho người khác, nên được cả lãnh đạo cũng như đồng nghiệp, bạn bè yêu mến, đánh giá cao. Có cơ hội được thăng tiến lên vị trí cao hơn, đây chính là thời điểm thích hợp để bạn khẳng định giá trị của bản thân, đặt những viên gạch vững chắc trên con đường thăng quan tiến chức. Với người làm lãnh đạo, bạn có thể đưa ra được những quyết định chính xác, giúp tập thể vượt qua lối mòn và tìm ra hướng đi mới phù hợp. Bản mệnh có thể truyền nguồn năng lượng tích cực của mình trong cấp dưới, khiến mọi người làm việc với tinh thần lạc quan, tích cực hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. Tuy nhiên, dù có gặt hái được thành công, bạn cũng chớ nên kiêu ngạo hoặc ngủ quên trên chiến thắng. Dù tài giỏi thế nào, bạn cũng vẫn sẽ có những lúc sơ suất hoặc có những lúc chưa nhìn nhận đúng về sự việc. Trên phương diện tài lộc, bạn là người có con mắt tinh đời, thế nên thường đưa ra được những quyết định nhanh chóng và chính xác, hạn chế được nhiều tổn thất không đáng có. Nếu mạnh dạn làm theo ý mình, bạn có thể mở ra một lối phát triển mới, đem đến nguồn lợi cho chính bản thân mình và mọi người xung quanh. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thế nên chắc chắn có thể nhận được thêm các khoản thưởng nóng. Cấp trên muốn khuyến khích tinh thần bạn, để bạn có thể làm việc, tiếp tục cống hiến trong tương lai. Với người làm ăn kinh doanh, bạn có những đánh giá chính xác về xu thế thị trường, cũng như tiềm lực của bản thân, thế nên nhanh chóng đưa ra được những quyết định đúng đắn, đem về nguồn lợi lớn cho cá nhân và cả tập thể. Đây là thời điểm rất thích hợp để bạn ký kết hợp đồng với đối tác, mở rộng quy mô làm ăn, quy mô sản xuất của mình. Trong chuyện tình cảm, nhờ có ngũ hành tương sinh mà mối quan hệ vợ chồng của bạn luôn rất tốt đẹp. Người ấy cổ vũ, động viên tinh thần cho bạn, để bạn có thêm lòng tin vào bản thân và tiến về phía trước. Cuộc sống hàng ngày không tránh khỏi những giận hờn, cãi vã, song vợ chồng bạn sẽ không để chiến tranh lạnh xảy ra quá lâu. Ai cũng sẵn sàng hạ cái tôi cá nhân của mình xuống để làm lành trước với đối phương, nhờ thế mà mối quan hệ đôi bên lúc nào cũng khăng khít, ngọt ngào. Với người độc thân, bạn được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng, hãy chấp lấy thời cơ này để cuộc sống sang trang mới, chớ nên vì công việc bận rộn mà lơ là yêu đương. Trên thực tế, có thể công việc bận rộn sẽ chiếm hết thời gian riêng tư của bạn, đồng thời bạn cũng không quá coi trọng việc yêu đương, nên bạn thường tìm cớ từ chối mọi người xung quanh. Chuyện tình cảm có khởi sắc hay không hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của bạn vào thời điểm này. Tình hình sức khỏe của bạn không có gì đáng lo trong tháng này, bạn cần nhắc nhở bản thân tiếp tục duy trì lối sống khoa học, ăn uống điều độ, rèn luyện vừa sức. Có như vậy thì cơ thể sẽ luôn khỏe mạnh, bạn sẽ luôn có nguồn năng lượng để bắt đầu ngày mới. Với những ai đang mắc bệnh thì tháng này sức khỏe của bạn có những dấu hiệu cải thiện nhất định. Đây là những dấu hiệu đáng mừng vì bạn đã luôn nghe theo lời dặn dò của bác sĩ, hãy yên tâm chữa trị rồi bạn sẽ khôi phục thể trạng như trước đây. Con giáp này nên nhớ duy trì chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học, tránh dùng nhiều thời gian để đắm chìm cho những sở thích cá nhân hoặc cho công việc. Ngoài ra, nếu thấy cơ thể có dấu hiệu bất ổn thì cần đi theo dõi và chữa trị kịp thời, có như vậy thì bệnh tật mới nhanh khỏi và bạn cũng sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí chữa trị hơn. Sao hạn tuổi Giáp Thìn phạm phải trong năm 2024. Sao chiếu mệnh tử vi năm 2024, Giáp Thìn Nam Mạng, đó là sao Kế Đô, là một thổ tinh. Sao chiếu mệnh của tử vi năm 1964 Nam Mạng là sao Kế Đô, đây là một hung tinh chủ về dễ đau ốm hoặc gặp những chuyện bất lợi khi đi lại, xe cộ, bản thân hao tài, tốn của, cẩn thận tăng khó và chuyện buồn giàu, cẩn thận về gia đình có chuyện không may mắn có thể đưa tới. Xấu nhất trong năm có thể kể đến là tháng 3, tháng 9 âm lịch. Vận hạn tử vi Giáp Thìn, Nam Mạng, năm 2024. Tử vi tuổi Giáp Thìn Nam Mạng, năm 2024, gặp hạn địa võng. Nên tránh thời điểm đi chơi khuya, vào ngày Tuất, vì chủ về những chuyện buồn đưa tới lời nói cũng cần cẩn thận. Tăng sự trong họ tộc, không nên kỳ vọng quá nhiều cho công việc làm ăn trong năm, dễ đưa tới những bất lợi và bỏ dở giữa chừng. Sao chiếu mệnh tử vi tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Nữ mạng gặp sao Thái Dương chiếu mệnh, chủ về một năm hân hoan, tiền bạc làm được đều được bạn bè giúp đỡ, nếu người này mang thai thì được bình an, duyên dáng, mỹ miều và mạnh khỏe. Nếu người này chưa kết hôn, thì trong năm Giáp Thìn dễ gặp được một nửa ưng ý. Về tháng kỵ, nữ tuổi này nên kiêng kỵ vào tháng 6, tháng 10 âm lịch, dễ tai ách, ốm đau. Vận hạn tử vi Giáp Thìn, nữ mạng, trong năm 2024. Bản mệnh Giáp Thìn trong năm Giáp Thìn 2024 gặp hạn địa võng là một tiểu hạn. Tử vi người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964 nữ mạng, trong năm 2024 gặp hạn địa võng. Đi đâu cũng lưu ý không xuất hành vào thời điểm ngày vào, giờ Tuất,
bởi điều này có thể đem đến phiền muộn cho mệnh chủ. Bên cạnh đó, năm nay cũng cần lưu tâm về lời nói, họ hàng có tang sự, công việc tiến hành trong năm gặp nhiều trở ngại, khó khăn đưa tới và bỏ giữa chừng. Vậy xét năm 2024 này, tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964 sẽ ra sao? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Minh Đường Tử Vi luận giải chi tiết theo các phương diện chính dưới đây. Xét về phương diện sự nghiệp, tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Xem tử vi cho thấy, người tuổi Giáp Thìn vốn rất coi trọng sự nghiệp, nỗ lực không ngừng để có cơ hội thăng quan, tiến chức, vì thế mà luôn được lãnh đạo trọng dụng, đồng nghiệp tin tưởng giao phó trọng trách. Tuy nhiên, công việc bất thuận, làm ăn khó khăn, bị tiểu nhân quấy phá, mâu thuẫn với đồng nghiệp và cấp trên. Theo đó, tinh thần bất ổn liên tiếp phạm sai lầm, khiến tiền bạc tiêu tán, uy tín giảm sút. Đây chính là thời điểm để đương số tập trung phát triển bản thân, nhìn lại quá trình phấn đấu, để tìm nguyên nhân tại sao vẫn chưa thể gặt hái thành quả ưng ý, thay vì cứ mải mê chạy theo danh vọng. Đường công danh, sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Thìn sinh năm 1964, trong năm 2024, cần nhiều sự kiên trì và nỗ lực. Xét về sao hạn cũng như ngũ hành thấy, năm nay có nhiều trắc trở, gian truân trên đường làm ăn của gia chủ. Tuy nhiên Giáp Thìn ở độ tuổi 60, nhiều người đã về hưu và an hưởng tuổi già, công việc ít tác động tới cuộc sống. Với những người còn đang kinh doanh hoặc đi làm, tốt nhất trong năm nay nam Giáp Thìn nên duy trì làm ăn độc lập, hạn chế đầu tư hay hùn hạp vốn liếng làm ăn nhằm phòng ngừa tổn thất về tiền của. Trong năm 2024, tài chính của gia chủ đạt mức trung bình, đảm bảo đủ chi đồng ra, đồng vào. Đặc biệt trong năm nay, mệnh chủ nên cẩn trọng tháng 8 âm lịch, tháng này tốt nhất nên giữ chắc tiền bạc trong tay. Không nên tin lời của đối phương mà xuất tiền cho vay mượn hoặc góp vốn làm ăn để phòng thua lỗ. May mắn là trong năm có các tinh phù trợ, đương số vẫn gặp quý nhân, được trải nghiệm nơi cao sang để mở rộng tầm mắt, cần chủ động nắm bắt cơ hội hiếm có này để có thể lội ngược dòng thành công. Xét về phương diện tài lộc, tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Tiểu nhân quấy phá, khiến con đường kiếm tiền làm giàu của tuổi Giáp Thìn gặp nhiều trở ngại, dù nỗ lực rất nhiều, song thu về không được như mong đợi. Tài vận trong năm kém sắc, tiền kiếm được khó khăn hơn, thậm chí có một số tư nhân rơi vào tình trạng phá sản. Lãi không bù được lỗ, cắt lỗ liên miên, cơ hội làm việc đã không nhiều, trong khi đó các loại chi phí gia tăng, chi tiêu khá eo hẹp. Ngoài ra hung thần, mang điềm báo phá tài, thu nhập từ nhiều nguồn giảm sút, áp lực kinh tế khá lớn, khó tránh khỏi những thời điểm vay mượn, nợ nần. Thậm chí còn có dấu hiệu mất tiền liên tiếp, liên quan tới pháp luật, cần cảnh tỉnh bản thân, đừng vì chút lợi trước mắt mà vướng phải họa lao ngục sát thân. Áp lực về kinh tế dồn lên đôi vai khiến suy nghĩ của người tuổi Giáp Thìn có phần lệch lạc. Người sinh năm 1964, nếu có thu nhập phụ hay lương hưu thì còn đỡ, người không có sẽ hay nghĩ lung tung, rồi lựa chọn lung tung, đây là thời gian bạn cần tuân thủ quy tắc xã hội, đừng để bản thân rơi vào bị động. Vì thế, trong năm 2024 tuổi Giáp Thìn cần làm ăn chân chính, tránh sự mập mờ, lập cho mình một kế hoạch tài chính cụ thể, có sự phòng bị trước, chi tiêu tiết kiệm, đề phòng bất trắc. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo, tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Về tình cảm gặp đào hoa vận, chủ về yếu tố thứ ba xen ngang tình cảm lứa đôi, khiến đôi bên nảy sinh dùng mâu thuẫn, hôn nhân bất lợi, tình cảm đi xuống, gia đạo vì thế khó mà yên ổn lâu dài, cần hết sức bình tĩnh và tỉnh táo, kẻo đó là cơ hội tốt cho kẻ thứ ba, phá hoại hạnh phúc gia đình, buông bỏ bớt những chấp niệm là cách mệnh chủ sớm có được một cuộc sống thư thái và an yên hơn. Thay vì cứ mãi hoài niệm lại những gì được mất, mệnh chủ nên dành thời gian để chuẩn bị năng lượng cho một năm mới đại thành công. Với người độc thân trong năm ít có đào hoa tinh trợ mệnh, tình duyên vẫn khá trắc trở. Mặc dù không có ít đối tượng vây quanh, thế nhưng đương số khó chấp nhận tình cảm vì chưa tìm được người thực sự phù hợp. Có thời điểm được thiên đức hợp quý nhân xe duyên, tuổi Thìn được mai mối, gặp đối tượng tốt. Tuy nhiên tình cảm kéo dài khó bền lâu do nội tâm nhiều mâu thuẫn. Nếu không thay đổi e rằng tình trạng cô đơn còn kéo dài. Cuối cùng, xét về phương diện sức khỏe tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Theo tử vi học, trong năm 2024 áp lực từ công việc, tiền bạc và xung đột về tình cảm khiến tinh thần của tuổi Thìn bất ổn, nhiều lo toan căng thẳng vì thế mà sức khỏe giảm sút. Tuy nhiên, phần lớn không mắc bệnh tật gì nghiêm trọng hay các bệnh hiểm nghèo, có ốm đau thì cũng qua loa, nhanh khỏi gặp được thầy, được thuốc.
Tuổi Giáp Thìn năm nay đã vào tuổi ngũ tuần, thế nên chú trọng chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, nên tranh thủ nghỉ ngơi. Tránh áp lực quá lớn về tâm lý, nên chủ động chia sẻ, tham gia các hoạt động tập thể để giải tỏa áp lực, nâng cao đời sống tình cảm. Năm nay, có khả năng nam mệnh gặp chút vấn đề về đau nhức xương khớp. Do vậy, trong suốt cả năm bản mệnh nên duy trì tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên, vận động chân tay nhẹ nhàng, đều đặn để xương khớp linh hoạt, cơ thể dẻo dai. Đặc biệt đến tuổi này, nam mệnh tuổi Giáp Thìn tốt nhất nên hạn chế việc sử dụng thức uống có cồn như bia, rượu ảnh hưởng tới sức khỏe bản mệnh. Ngoài ra, cần chú ý vấn đề an toàn khi đi lại hoặc trong lao động, đề phòng tai nạn bất ngờ ập đến, hạn chế tới những nơi đèo cao vực sâu, đề phòng bất chấp có thể xảy ra. Quý vị thân mến, cùng trong một năm, thế nhưng có tháng tốt, tháng xấu, vận trình cũng thế mà đổi thay. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng Minh Đường Tử Vi luận giải chi tiết về tử vi từng tháng âm lịch của tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, trong năm 2024. Đầu tiên là tử vi tháng 1 âm lịch năm 2024. Trong năm này, người tuổi Giáp Thìn cần phải chuẩn bị tinh thần đối diện với nhiều điều không may mắn. Tuy nhiên, đáng mừng là trong tháng đầu tiên của năm mới, bản mệnh không có vài vấn đề nào quá phức tạp. Bạn có thái độ làm việc tích cực và nhiệt tình, không sợ khó khăn, vất vả hay đối diện với áp lực, chính nhờ vậy mà bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Tình hình tài lộc không có nhiều biến động, mức lương hay lợi nhuận không gia tăng quá nhiều, cần chú ý chi tiêu nếu không muốn rơi vào cảnh cháy túi. Với những ai đang mắc bệnh thì tháng này sức khỏe của bạn cũng có những dấu hiệu cải thiện nhất định. Đây chính là dấu hiệu đáng mừng vì bạn đã luôn nghe theo lời dặn dò của bác sĩ, hãy yên tâm chữa trị rồi bạn sẽ khôi phục lại thể trạng như trước đây. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch. Tháng 2 âm lịch, người tuổi này phải đối diện với một vài khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Tình trạng sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, thế nên làm việc gì cũng phải vất vả hơn mọi người xung quanh. Nhiều công việc đổ dồn lên đầu, khiến bạn thường xuyên phải chịu áp lực khá lớn, tốt nhất nên cố gắng giữ những suy nghĩ lạc quan, tích cực. May mắn là thời điểm này, các mối quan hệ xã giao của bạn đang phát triển khá tốt, bạn có thể hỏi xin sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Con giáp này nên nhớ duy trì chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học, tránh dùng quá nhiều thời gian để đắm chìm cho sở thích cá nhân hoặc là cho công việc. Ngoài ra, nếu thấy cơ thể có dấu hiệu bất ổn thì cần theo dõi và chữa trị kịp thời, như vậy thì bệnh mới nhanh khỏi và bạn cũng sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí chữa trị. Đương số cũng cần lưu ý giữ gìn sức khỏe, không nên giấu bệnh, không nên chần chừ, không đi khám một khi cơ thể đã có biểu hiện bệnh tật. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch. Tháng 3 âm lịch, bản mệnh phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối diện với nhiều vấn đề, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Công việc xuất hiện nhiều vấn đề bất cập, không dễ gì để thoát khỏi mớ bòng bong trước mắt. Chỉ một phút bốc đồng cũng có thể khiến bạn mắc sai lầm, mang họa vào thân. Đã vậy, tiểu nhân liên tục quấy phá, cố tình gây khó dễ khiến bản mệnh phải mất nhiều thời gian để giải quyết, khó tập trung phát triển sự nghiệp. Bạn thường xuyên lơ là, dẫn đến những lỗi sai không đáng có, nếu cứ tiếp tục tình trạng này, kẻ tiểu nhân có thể nhân cơ hội để hạ bệ bạn. Chuyện làm ăn cũng không có nhiều điểm sáng, bạn dễ rơi vào trạng thái bị động, phụ thuộc vào người khác hoặc là bị người khác lừa gạt mất tiền. Vì vậy, nếu muốn tránh được nhiều rắc rối, bạn cần phải chấn chỉnh lại tinh thần của bản thân mình ngay. Tháng này cũng không thích hợp để xác định mối quan hệ tình cảm, bản mệnh cần bình tĩnh tìm hiểu đối phương kỹ càng hơn. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch. Tình hình tài chính của người tuổi Giáp Thìn có dấu hiệu tăng nhẹ trong tháng này, chủ yếu là nhờ có các tinh chủ về tài lộc chiếu mệnh. Bạn có thể phát tài bất ngờ hoặc giàu lên nhanh chóng nhờ những công việc tay trái của mình. Bạn nên coi đây là động lực để bản thân tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Tháng này, bạn cũng cần nhắc nhở kỹ nếu có ý định cho người khác vay mượn tiền, tuyệt đối tránh lấy danh nghĩa bản thân đứng ra thế chấp lấy tiền cho người khác vay. Kẻo vướng vào rắc rối không đáng có, đừng vì tình cảm mà cả nể cuối cùng mất tiền, mà mất cả tình. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe xuống dốc lại là điều bạn cần phải quan tâm và chú ý. Bạn thường xuyên mắc phải những căn bệnh vặt vãnh, dù không nghiêm trọng, thế nhưng lại dễ khiến cơ thể mệt mỏi, tinh thần sa sút. Bạn nên chăm chỉ rèn luyện thể dục, thể thao và có lối sống hợp lý để cải thiện sức khỏe. Tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch. Vận trình của người sinh năm Giáp Thìn có dấu hiệu cải thiện hơn khoảng thời gian trước kia. Bạn dần có thái độ nghiêm túc hơn mỗi khi bắt tay vào công việc, nhờ thế mà bạn phát hiện được những lỗi sai tồn tại từ trước và có hướng khắc phục hợp lý.
đương số dần lấy lại được lòng tin của người làm lãnh đạo và được giao cho giải quyết những công việc quan trọng. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe lại không được tốt đẹp như thế. Giờ giấc sinh hoạt không khoa học là một trong những nguyên nhân chính khiến bạn thường xuyên rơi vào tình trạng mất ngủ, đau dạ dày, đau đầu. Bạn cũng thường xuyên mắc các bệnh do thay đổi thời tiết. Bản mệnh cần phải tăng cường tập luyện thể dục, thể thao, ăn uống đủ chất, ngủ nghỉ đúng giờ để tăng sức đề kháng cho mình. Tử vi tháng 6 năm 2024 âm lịch. Người tuổi Thìn có tháng 6 khá bình ổn trên nhiều phương diện của cuộc sống. Bạn tiếp tục kiên trì và hoàn thành những nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Thậm chí bạn còn gặp được một vài cơ hội để thể hiện khả năng của mình, tạo thêm cơ hội được cất nhắc trong tương lai. Tình hình tài chính không có nhiều biến động, bạn nên dành thời gian để nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển hơn là vội vàng đầu tư vào một lĩnh vực nào đó. Trong khoảng thời gian này, người độc thân cũng dần mở lòng với người khác giới, bạn có thể nhận ra rằng xung quanh có rất nhiều người luôn quan tâm chăm sóc cho mình. Tháng này cũng dự báo sức khỏe của Giáp Thìn có dấu hiệu sa sút, sẽ gặp những triệu chứng khó chịu như mất ngủ, đau đầu, suy nhược thần kinh. Nguyên nhân chủ yếu là do áp lực tinh thần, lúc này bản mệnh nên tăng cường luyện tập thể dục, thể thao, ăn uống đủ chất, ngủ nghỉ đúng giờ để tăng sức đề kháng cho mình. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch. Kế hoạch trọng điểm của bạn trong tháng 7 âm lịch chính là kiếm tiền. Người tuổi Thìn sẽ có cơ hội thể hiện đầy đủ tiềm năng và bản lĩnh trong sự nghiệp tháng này, hãy tự tin và sáng tạo. Bạn có thể có được điều bạn vẫn hoài ngóng trông, nỗi lo tài chính tạm thời được gác lại. Điều duy nhất bạn cần bận tâm là trau dồi các kỹ năng công việc. Nhiều cơ hội xuất hiện tới tấp cho bạn lựa chọn, chỉ cần bạn cân nhắc xem mối đầu tư nào là phù hợp với năng lực của mình và có khả năng phát triển trong tương lai. Nếu cố gắng làm việc, đến cuối tháng bạn sẽ nhận được một khoản lời lãi hậu hĩnh. Những người làm công ăn lương nên tự tin hơn trong việc thể hiện quan điểm, ý kiến, cũng như phát huy điểm mạnh của bản thân mình. Làm được điều này, bạn sẽ dễ dàng lọt vào mắt xanh của người làm lãnh đạo, cuối tháng có khả năng được thưởng nóng hoặc là tăng lương. Tử vi tháng 8 năm 2024 âm lịch. Tháng 8 âm lịch, người tuổi Giáp Thìn gặp được điều kiện thuận lợi để phát triển mọi mặt đời sống. Quý nhân xuất hiện có thể mang đến cho bạn nhiều tin vui hoặc là cơ hội để khẳng định bản thân, tạo ấn tượng sâu sắc cho người khác. Bạn cần nhanh chóng nắm bắt cơ hội này chứ không để nó trôi qua một cách đáng tiếc. Trong các mối quan hệ, bạn có thể làm quen được với một vài đối tượng khá triển vọng, hãy giữ mối quan hệ với những người ấy. Bởi dù có không tiến tới tình yêu, thì đôi bên vẫn có thể làm bạn tốt, giúp đỡ nhiều cho nhau trong tương lai. Tử vi tháng 9 năm 2024 âm lịch. Bước vào tháng 9 âm, vận trình của bản mệnh trở nên khá ảm đạm, cát tinh còn mang lại niềm tin. Cùng với khí thế bừng bừng cho người tuổi Giáp Thìn, tiến tới các mục tiêu đang còn bỏ dở suốt thời gian vừa qua. Bản mệnh tháng này trở nên lạc quan, độc lập, tự chủ, đầy ắp ý chí để nghĩ tới việc làm gì đó mới lạ hay ho hơn. Bạn ít gặp được chuyện như ý muốn, nhưng may mắn là cũng không có điều gì quá xui xẻo phát sinh. Bạn cần cẩn thận hơn trong mối quan hệ xung quanh, đừng để kẻ xấu có cơ hội hãm hại mình. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng cần cân nhắc kỹ càng, không nên nôn nóng để rồi cuối cùng lại thiệt thân. Thời điểm này bạn cần bình tĩnh xem mình mong muốn điều gì, mình nên làm thế nào để đạt được điều ấy, cũng như điều gì mình nên buông bỏ, không nên quá cố chấp khiến bản thân mệt mỏi. Tử vi tháng 10 năm 2024 âm lịch. Tháng 10 âm lịch trôi qua một cách khá bình lặng đối với người tuổi Thìn, công việc vẫn tiến triển đều đặn, nhưng ít có cơ hội để bạn vươn lên khẳng định bản thân. Có lẽ vì vậy mà bạn chỉ nên nghiêm túc và khiêm tốn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thậm chí có người nung nấu ý chí khởi nghiệp ở một lĩnh vực mà bản thân chưa từng có kinh nghiệm. Với khí thế hừng hực, con giáp tuổi Thìn không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình mà còn rất vui vẻ đi giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên, bạn chỉ nên giúp đỡ những ai muốn nhờ tới bạn mà thôi, nếu không đó còn là làm phiền, hãy tinh ý hơn trong việc quan sát thái độ của người khác. Vấn đề sức khỏe, dễ xảy ra vấn đề trong thời điểm này, bạn cần chú ý khi vận hành máy móc hoặc tham gia giao thông, nếu không dễ phải chịu tổn thương thân thể. Chuyện tình cảm không mấy yên ổn khi vợ chồng thường xuyên tranh cãi nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Tử vi tháng 11 năm 2024 âm lịch. Đến tháng 11 âm lịch, tài vận của bản mệnh có dấu hiệu phát triển rực rỡ, bạn có thể nắm bắt được những cơ hội đầu tư kinh doanh đáng ngưỡng mộ, giúp lợi nhuận phát triển nhanh chóng hơn so với dự kiến và khoảng thời gian trước kia. Dự báo một tháng mới nhiều may mắn trong cuộc sống, khi đi đến đâu cũng có người hỗ trợ, giúp đỡ. Về tiền bạc, những ai đi tìm lời khuyên từ các tiền bối hoặc đồng nghiệp lão làng là lựa chọn thực sự khôn ngoan.
Người làm công ăn lương có một cơ hội nhận được khoản tiền xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra, chỉ cần cố gắng là sẽ được nhận phần thưởng về tay. Chuyện tình cảm cũng có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực, người còn độc thân có thể được giới thiệu cho những mối có triển vọng. Về sức khỏe, nên duy trì sức khỏe của bạn để có thể tập những bài tập thể dục nhẹ nhàng. Nếu cần thì có thêm động lực, hãy rủ thêm cả người thân trong gia đình nữa. Chỉ cần đi bộ nhiều hơn, leo cầu thang nhiều hơn trong vòng một tháng, bạn cũng đã thấy thể lực của mình cải thiện rất nhiều. Tử vi tháng 12 năm 2024 âm lịch. Tháng Chạp, tháng âm lịch cuối cùng của năm 2024, vận trình của người tuổi Thìn không rực rỡ như tháng trước, thế nhưng nhìn chung vẫn ổn định. Bạn nên dành thời gian để nhìn lại những gì mình đã và chưa làm được trong suốt một năm vừa qua để rút ra những kinh nghiệm đáng quý. Về cơ bản, sự nghiệp cũng như tài lộc của bạn đều đã có bước phát triển ổn định và rõ ràng. Người độc thân nên cởi mở hơn trong những mối quan hệ xã giao, chớ nên phụ thuộc vào người khác. Người đã có gia đình thì cần biết bao dung, thấu hiểu cho nửa kia nhiều hơn. Đôi khi vợ chồng bạn có thể vẫn xảy ra tranh cãi, song bạn cần biết hạ cái tôi của mình xuống, thông cảm và đặt mình vào vị trí của nửa kia nhiều hơn. Nhờ vậy mà việc giữ gìn hòa khí trong gia đình cũng chẳng còn khó khăn như trước nữa. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.